Em Tiến kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh em buổi sáng ngày hôm nay ngày 22 tháng 5. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, trong video này thì em trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị, các bác cùng anh em chúng ta về những sản phẩm như sau. Hôm nay em về được thêm 2 quả trầm, 3 chiếc âm ly, 3-4 chiếc âm ly gì đó, và một đôi loa Bose 301 AB Monitor sẽ giới thiệu và báo giá cho toàn thể quý vị, các bác, các anh em chúng ta. Và thưa quý vị, các bác, các anh em chúng ta là các bác thông cảm cho em nhé, là trong mấy ngày vừa qua thì em cũng không làm clip được, công việc riêng của em rất là bận nên là không làm clip được trong 3-4 ngày đâu, không có làm được, mong các bác các anh em chúng ta thật thông cảm cho. Và cũng cảm ơn các bác các anh em chúng ta rất là nhiều, bởi vì cũng đã đến nhà em trong mấy ngày vừa qua, trực tiếp tay đến nhà và cũng đã sắm những sản phẩm cho mình. Cảm ơn các bác của anh em đã tin tưởng em Tiến. Và bây giờ thì em mời quý vị các bác các anh em chúng ta hãy đến với hai siêu phẩm là súp trầm nhé các bác nhé, hai siêu phẩm súp trầm. Thì thưa quý vị các bác cùng anh em, đầu tiên là một quả trầm JBL có giá là 7 triệu đồng bát 25 các bác nhé. Quả này nặng như cuối đá lỗ luôn, đánh tiếng rất hay, sâu, mềm, xa. Đó. Chơi vào trong những căn phòng khoảng độ 6-70 mét vuông trở về các bác nhé, quả này lực lắm anh em ạ. Và bát này bát 25 này, màng carbon gân cao su nha anh em nhé. Trên đây nó có hệ thống đèn báo này. Đấy, quả này là quả JBL model, là em sẽ đọc cho quý vị các bác anh em chúng ta. JBL model là ES150P sạc 230 là điện 230 anh em nhé, điện 230. Đấy, đầy đủ các cổng kết nối anh chơi. Và thưa quý vị các bác cùng anh em chúng ta, lỗ thông hơi nó nằm ở dưới này các bác nhé. Lỗ thông hơi nằm dưới gầm này. Đấy, nha. Lỗ thông hơi nằm dưới gầm đấy nhá. Bát mặt lỗ thông hơi dưới gầm. Quả này 7 triệu anh em nhá. Và tiếp theo, em giới thiệu tới toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta về một quả trầm súp calip nhá. Một quả súp trầm calip rất là đẹp. Quả súp trầm calip đến từ Mỹ. Có cái model là thương hiệu trầm Calip này, có các model là KS Vedup 12 các bác nha. KS Vedup 12 sử dụng cấu hình là bát 30 các bác nha. Ở phía sau đầy đủ các cổng kết nối ăn chơi. Đó. Và đây là lỗ thông hơi. Và mời các bác đến với em bát của nó. Rồi, đây là một trái tim của em trầm súp calip bát 30, màng cái màng này gọi là màng mắm tôm nhé, cái màng này màng cực hiếm anh em nhé, màng cực hiếm luôn. Thưa quý vị các bác anh em chúng ta, một quả súp calip model là KS Vedup 12, thì quả súp trầm này bát đó là bát úp đất các bác nhá, bát úp đất. Đấy, bát 30, cái màng này này của nó là chất liệu màng giấy các bác nhá, chất liệu màng giấy gân cao su anh em nhá, chất liệu màng giấy gân cao su zin nguyên bản luôn. Và cái màng nó đó là cái bát màu màng mắm tôm, các cụ gọi là, cái giới audio đặt tên cho nó gọi là vậy, kiểu cái màu nó giống cái màu mắm tôm, cho nên là người ta gọi nó là bát màng màu mắm tôm. Một cái siêu phẩm màng này cực kỳ hiếm anh em nhá, cực kỳ hiếm cái màng này luôn. Người ta rất chuộng cái màu màng này nhá. Thì quả trầm này em bán cho quý vị các bác anh em chúng ta với cái giá là 9.500.000 nhé các bác nhé, 9.500.000 đồng, một cái mức giá siêu rẻ nhé, siêu rẻ. Chờ anh tí nhá, anh đang làm video nhá. Anh em giới thiệu xong cho toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta một quả súp trầm, hai quả súp trầm Mỹ nhé. Một quả Calip bát 30, còn một quả JBL bát 25, một quả 7 triệu và một quả 9 triệu rưỡi anh em nhé. Đấy, rất đẹp. Anh em có nhu cầu thì liên hệ sớm cho em Tiến, có hai quả thôi. Và bây giờ thì em Tiến mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với những sản phẩm đó là âm ly và loa. Âm ly và loa ngày hôm nay thì em Tiến có hai con săn xui
gọi là đầu gấu nhá, đầu gấu. Một là một con săn sui AU Alpha 707 mặt gương, mặt nó xoay gương được này các bạn nhá. Công suất là 330W, đánh 8 xóa than, điện 100V, giá 6.8 em âm đi này các bạn nhá. 6.8 em chưa lau chùi đâu các bạn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp theo làm đi đà lông PMA 940V các bạn nhá, âm đi đà lông PMA 940V giá 11.000.000 các bạn nhá. Giá 11.000.000 em bao zin cho toàn thể quý vị các bác các anh em chúng ta, và rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn cái mặt mũi của nó này, rất là bóng bẩy và đẹp. 940V 11.000.000 anh em nhé, điện 100V, công suất là 205W thì đó. Và tiếp theo là âm đi Sansui AU Alpha 707 Extra các bạn nhé, âm đi Sansui AU Alpha 707 Extra mặt gương, một chiếc âm đi rất đẹp, zin tuyệt đối cho quý vị các bác anh em chúng ta. Chiếc đi này em bán cho toàn thể quý vị các bác anh em chúng ta với giá là 8.300.000 các bạn nhé, 8.300.000 đồng. Em giới thiệu xong về ba con âm đi ở dưới mặt nền nha. Và tiếp theo là siêu phẩm bản kỷ niệm âm đi Sansui AU D707 XDCAT hồi gỗ chỉ vàng, công suất cũng 330W, điện 100V, 8 xò than các bạn nhé, tuyệt đẹp, giá 11.500.000. Và tiếp theo âm đi Caber model CM1090 hay một số anh em gọi tếu táo là âm đi Caber các bạn nha. Âm đi Caber model CM1090 có hai cái đồng hồ vu đây vảy rất là đẹp anh em nè. Giá của chiếc âm đi này là 11.500.000, điện Mỹ hàng đời đầu các bạn nha. Điện Mỹ hàng đời đầu, hàng nòi. Đấy, là rất là hiếm anh em nha. Thì chiếc âm đi này giá 11.500.000, con âm đi rất nổi tiếng này, em không giới thiệu kỹ anh em nữa. Và tiếp theo là mà em về được một đôi loa Bose 301 AV monitor zin gần các bạn nhá, gần zin. Đấy, gần này còn chơi được trên 3 năm nữa anh em nhá. Tuyến loa miễn bàn luận các bạn nhá, miễn bàn luận, cực kỳ đẹp anh em nhá. Loa Bose 301 AV monitor hàng lần sản xuất tại Mỹ, trở kháng 8 ohm, công suất 150W. Dòng Bose AV là một trong những dòng loa có một cái sức chịu đòn nhất trong phân khúc là loa lầm anh em nha. Ví dụ như là loa lầm của loài này 4.2C2, 301 series 3 và 301 AV. Đấy, những cái dòng thùng lầm của loài thì đôi này là đôi đứng đầu bà các bác nha. Và nó sức chịu nhiệt của đòn của nó, chúng ta karaoke xả không làm sao. Đây là cái tem của nó anh em nhá. Cái e căng của nó. Đây e căng của nó bên ngoài đây nhá. Một đôi loa Bose tuyệt vời đẹp luôn anh em ạ, tuyệt vời đẹp luôn, đẹp miễn chê anh em nhé, miễn chê không điểm chê đâu, gần zin gần anh em nhé, cổ cực đẹp. Chỉ cần những người sành chơi chỉ cần nhìn thấy em quay tuyến loa đó, các bác biết là độ đẹp của nó đến mức độ nào, nó quá đẹp luôn anh em nhé. Và thân thùng thì không sắt sẹo một tí nào, cho dù bằng cái tăm không có. Anh em nhé. Và đôi loa này có thể nói là đẹp thiếu hộp xốp anh em ạ, đẹp thiếu hộp xốp. Và giá em tiến bán là 11.800.000 anh em nhá. Giá quá rẻ, siêu rẻ luôn anh em ạ. 11.800.000 cho đôi loa Bose 301 AV monitor được sản xuất tại Mỹ anh em nhá. Và trong phương án phối ghép clip ngày hôm nay thì em ghép với lại con âm đi đà lông PMA 940V. Đấy, giá em lấy em báo cho các bác rồi nhá. Vì là em không nhớ được là em đọc lại, để em đọc lại hình như là đó là em đọc bao nhiêu thì có lẽ là em không nhớ nữa rồi. Nhưng mà nói đi rồi thì không thể nói lại được nữa, bởi vì nói biết đâu lại nhầm, một là thêm hay là bớt thì các bác lại bảo là em nói lằng nhằng. Các bác nhá. Thì đấy, con âm đi đà lông 940V ghép với lại loa Bose 301 AV monitor, một cặp đôi hoàn hảo. Và đôi loa Bose 301 AV monitor này thì các bác có thể phối ghép với bất cứ dòng âm đi nào mà các bác anh em chúng ta muốn và có. Ví dụ như hai chiếc âm đi Sansui nó vừa tầm tiền các bác nhá. Rất là hay luôn. Đấy, một trong ba chiếc âm đi Sansui hoặc Caber. Đấy, rất là hay. Anh năm con âm đi này thì các bác dinh về đánh với bất cứ dòng loa nào mà các bác anh em chúng ta muốn nhá. Rất hay. Bây giờ mời anh em chúng ta cùng lắng nghe âm thanh này. Thank you.
giọt nước mắt em thôi nhỏ lên đất mẹ nhục nhằn, một giọt mưa con thương người từng trót vỡ muộn phương. Người nghe tiếng súng dậm thương, em ơi anh biết yêu thương em lần đầu khi bước chân em qua nhịp cầu vườn cau thơm ngát đóa hoa cau, em dành ngày về thăm nhau cầu tre anh chắp môi ra giọt mưa rơi.